Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay thì trên cộng đồng mạng lan tin những thông tin mà liên quan về ca sĩ Ngọc Sơn. Hiện tại thì anh đang gặp khó khăn và thực tế vay tiền đàn em như thế nào, xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Có những lý do Ngọc Sơn nhận tiền cát xê 13.000 đô vẫn cạn kiệt tiền bạc, liên tục vay nóng đàn em. Việc Ngọc Sơn vay nóng Võ Hạ Trâm nhận được sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng. Trong video hậu trường game show Hát Mãi Với Ước Mơ vừa qua công bố cách đây vài ngày, khoảnh khắc ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn nhiều lần vay nóng tiền của Võ Hạ Trâm đã thu hút sự quan tâm bàn tán của dư luận. Khán giả bày tỏ sự thắc mắc về câu hỏi và đặt cho Ngọc Sơn tại sao hiện tại là Ngọc Sơn giàu có, nổi tiếng, có danh tiếng trong showbiz lại đi vay tiền của đàn em. Qua trao đổi với báo chí thì danh ca Ngọc Sơn cho biết thông tin anh cạn tiền vì hết các khoản tiết kiệm lo cho bố mẹ và làm từ thiện là có thật. Khi được học trò ngỏ ý gửi tiền giúp đỡ, Ngọc Sơn từ chối. Nam danh ca cho hay dù hiện tại tài chính đã cạn nhưng cuộc sống vật chất không được Ngọc Sơn coi trọng. Anh chỉ rau cháo qua ngày là đủ, anh chia sẻ với báo giới. Vì hết tiền nên hiện tại ai có mời show dù phải di chuyển xa làm việc liên tục đến khuya, Ngọc Sơn vẫn lập tức đồng ý. Anh kể, mới đây anh nói cố show tiệc nào đó thì mời anh Ngọc Sơn đến, anh sẽ sẵn sàng, anh Ngọc Sơn sẽ tự chạy đến luôn. Một quãng đường rất là xa, chạy từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ đêm mới về tới nhà. Nhưng anh Ngọc Sơn rất là vui vẻ kiếm được số tiền đó. Anh Ngọc Sơn sẽ lấy số tiền đó để làm chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Ngọc Sơn xác định khi tham gia không phải là mình đi hát mà vì mình đi làm từ thiện. Mình thương các mảnh đời bất hạnh, móc hết túi ra, lúc không còn tiền nữa mới mượn Võ Hạ Trâm. Chia sẻ tâm sự với báo chí, danh ca Ngọc Sơn quan niệm, tài sản tiền bạc dù có bao nhiêu thì cũng tiêu xài hết, cho bà con là còn mãi. Việc anh thường tặng vàng, tiền cho học trò, cho khán giả, theo anh là để thể hiện sự lòng cảm kích, trân trọng của mình đối với mọi người xung quanh. Số tiền cát xê Ngọc Sơn nhận được nhiều năm qua, đa phần anh đều dành để đi làm từ thiện. Thậm chí, trong nhiều show diễn, anh còn tặng lại cho khán giả. Một số bầu show ở miền Bắc cho biết anh Ngọc Sơn nhận khoảng 200-300 triệu đồng, tức là khoảng 13.000 đô cho một show diễn. Đây được xem là mức cát xê khủng so với các sao hạng A hiện tại. Gần 30 năm hoạt động trong nghệ thuật, đã bước qua tuổi 50, sức thu hút của Ngọc Sơn không hề giảm, mà còn ngày càng tăng cao, chiếm giữ một vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Ngọc Sơn hiện sống trong căn biệt thự 1.000 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài căn biệt thự này, nam danh ca còn mua thêm một căn nhà nữa 100m² vào năm 2017 tại khu đô thị Sa Hoa, giàu có bậc nhất ở Hà Nội để tiện ăn ở sinh hoạt mỗi khi đi diễn nơi đây. Vào năm 2000, Ngọc Sơn gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi đặt trước cửa nhà. Hiện tại căn nhà của anh tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà khán giả mọi người nhìn vô rất là hoành tráng. Và Ngọc Sơn cũng tiết lộ thêm trong thời gian điều trị bệnh cho mẹ, Ngọc Sơn đã chi hết 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ. Đưa ra tờ giấy viện phí được lưu trong điện thoại và tiết lộ mẹ bị bệnh ở Mỹ, phải tốn hết 10.000 đô cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài 6 tháng. Tiêu cho mẹ. Không cần kể khổ, mẹ khỏe là được, dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa trị cho mẹ và lúc về Việt Nam tưởng đâu chỉ đem xác về thôi vì 99% là không qua khỏi khi mà đang điều trị tại Mỹ vì sức khỏe của mẹ tuổi già sức yếu. Bình phục sức khỏe được một thời gian ngắn, mẹ ruột của Ngọc Sơn cũng qua đời vào tháng 7 năm 2021. Thời điểm này, danh ca đang phải cách ly và đau đớn không thể đeo khăn tang. Trước khi mẹ mất, hai mẹ con từng xuất hiện trên đài truyền hình. Ngọc Sơn nói, gần đây mẹ tính sang tên tất cả giấy tờ nhà cho tôi, nhưng tôi nói không cần,
Đến bây giờ, tôi lo lắng nhất là mẹ mất quá sớm. Tôi không muốn mẹ tôi bận tâm bất cứ điều gì vì mẹ tôi là duy nhất. Mẹ đưa cho tôi giấy tờ, tôi không cần dòm đến. Tôi không cần gì hết. Căn nhà 1.000 tỷ này là chuyện nhỏ. Tôi chỉ mong mẹ sống khỏe với tôi. Xong giờ đây, chỉ còn mình anh cô độc trong căn nhà này. Mỗi ngày, nam danh ca nuôi cá, trồng rau, trồng cây, rồi tự nấu ăn một mình, lủi thủi trong nhà, tập tạ, đánh bóng bàn, võ thuật, vân vân, vô cùng buồn bã. Chia sẻ lý do về việc chọn cuộc sống độc thân giữa showbiz nhộn nhịp, Ngọc Sơn cho biết từ khi mẹ mất, anh thích cuộc sống tĩnh lặng. Thời gian rảnh, anh sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, tham gia những chương trình truyền hình để đem niềm vui tích cực đến cho mọi người. Mẹ đã qua đời rồi, cha mẹ cũng không còn. Ngọc Sơn chỉ còn lại đại gia đình dấu yêu. Vừa nửa đời tiếp theo, Ngọc Sơn sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, cho xã hội. Đó là anh chia sẻ tâm sự với báo chí. Mới đây thì Ngọc Sơn đón tuổi 53 vào dịp sinh nhật hàng năm. Anh thường tổ chức hoạt động phát gạo, phát tiền cho bà con nghèo ở chính trong căn biệt thự của mình tại Sài Gòn. Tuy nhiên hoạt động này bị hủy vào năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh. Theo Ngọc Sơn, điều này không có nghĩa là anh dừng làm từ thiện vào dịp sinh nhật. Hành trình đi làm từ thiện của Ngọc Sơn luôn diễn ra quanh năm, nhưng sinh nhật là một ngày đặc biệt mà nam danh ca luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực, yêu thương đến mọi người trong ngày này. Năm nay, giọng ca tình cha đã đến một mái ấm để tặng gạo tiền cho các em nhỏ tại đây. Ngọc Sơn luôn tâm niệm làm từ thiện, mới chính khả năng của mình mà không kêu gọi, huy động thêm bất cứ điều gì. Nếu mình có khả năng bao nhiêu thì mình giúp đỡ người bấy nhiêu và tuyệt đối là không kêu gọi. Anh Ngọc Sơn chia sẻ, bản thân anh ý thức được việc không nên tập tụ đông người, hạn chế đi lại nếu không cần thiết để bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng. Vì lẽ đó, khi quyết định đến với mái ấm này, anh dự định là đi một mình. Trong chuyến đi làm từ thiện lần này có học trò cưng của Ngọc Sơn, đặc biệt là học trò cưng gây bất ngờ khi tiết lộ thông tin đã cạn hết tiền vì lo cho cha mẹ và đi làm từ thiện. Khi được học trò ngỏ ý chăm lo, gửi tiền giúp đỡ, nhưng Ngọc Sơn từ chối. Danh ca cho hay dù hiện tại tài sản đã cạn, nhưng cuộc sống vật chất anh không coi trọng, anh chỉ cần rau cháo qua ngày. Ngọc Sơn cũng tâm sự điều anh lo nhất hiện tại là ảnh hưởng dịch bệnh và sau khi lo chu toàn, hậu sự cho mẹ, anh không còn bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Bởi vậy, ngay ngày sinh nhật của mình, anh chỉ có một người gọi điện thoại mời show, dù phải di chuyển xa xôi, làm việc liên tục, nhưng anh ngay lập tức đồng ý. Và cũng ngày sinh nhật của mình, Ngọc Sơn ra mắt MV Khúc ca chào đời. Đây là khúc ca mà Ngọc Sơn sáng tác mới nhất nhằm tri ân đấng sanh thành. Ca khúc được Ngọc Sơn trình bày bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Anh cũng đảm nhận luôn vai trò hòa âm phối khí và tự mix thu âm cho bản thân mình. Lần đầu trải qua sinh nhật không còn mẹ bên cạnh, nhưng Ngọc Sơn tâm sự, anh vẫn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người và tin rằng cha mẹ vẫn luôn theo dõi anh từng bước, ủng hộ những việc làm của anh. Ở tuổi 53, ca sĩ Ngọc Sơn vẫn chọn cuộc sống độc thân. Trước đó anh tiết lộ rất nhiều cô gái yêu thương nhưng anh vẫn chưa bận tâm đến. Nam danh ca cũng khẳng định mình chuẩn men 100%, còn chuyện duyên nợ vợ chồng đó là cái duyên. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.